Ewang Sambati Brahma Bhagavan Adya Chattatum Tumhi Pavarnam Buddho Karunena Tivasayatana Buddhaya Padena Hidanayam Tato Gato Pancavadhyayo Namah Bhagavate Tato Pakhu Tisambuddho Anuna Dhammadesana Makkhavasani Desesisacchana Atthastha Kate Nasa Tuayo Pande Desetu Dhammadesana Sambhajita Parisaya Anukamma Tập thể học viên lớp vị diệu pháp cơ bản xin trang nghiêm thân khẩu ý thành tâm tri ân sâu sắc đến quý chư tăng thầy tổ các vị trưởng lão đáng tôn kính còn tại thế hay đã quá vãng đã có công truyền bá giảng dạy giáo pháp, nguyện cầu cho thiện nghiệp pháp xin từ nhân lành gây dựng các lớp học và giảng dạy vị diệu pháp sẽ mang lại quả sức khỏe sự an vui và mọi thành tựu viên mãn cho thầy Hoằng Đạt. Ban tổ chức lớp học xin cảm ơn sự có mặt không bỏ buổi và tinh thần học tập nghiêm túc tha thiết kiên trì của các bạn hữu trong rừng để duy trì được lớp học cho tới ngày hôm nay. Cầu mong phước trí thanh tịnh từ việc học pháp nghe pháp sẽ mang lại quả an lạc, vượt thoát phiền não, không bị đọa vào bốn ác đạo và sự tu chánh trí cho tất cả. Kính thưa thầy, hôm nay là ngày chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020, là buổi học thứ 103. Đã học hết bài lộ ý nối tiếp luận ngũ môn, luận nhĩ môn. Các nghi thức trước khi vào lớp đã xong, kính mời thầy quan hỷ lên lớp. Xin chúc cho các bạn ngủ trong room có thêm một buổi học thật nhiều chánh niệm và lời lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Di Đà. Chào tất cả quý vị. Alo, nghe rõ không? Alo. Alo, 1 2 3. Rõ ha? Ok. Rồi, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học về lộ trình tâm. Thì chương trình cũng vẫn như bình thường lại ha. Lúc đầu vô đọc Pali chút xíu, sau đó chúng ta đi vào bài học. Rồi, trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavantaṃ abhivadayami svakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato savakasangho saṅghaṃ namāmi Sama sambutta matulang sasattham magaduttamang apiwa diyapasisang apitham matasang hang. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Di Đà. Rồi, để bắt đầu vào chương trình ha, và triệu post và Bali của tụi rồi lên. Và mời tất cả quý vị quan hỷ và tập. Kính chào thầy, xin chào cả lớp. Có phụ sinh đọc bài. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đò rê quỳ thí chít tắp bá quát tí na dô Mano đò rê bá na giá ní Đi phù ta mà lầm bá năng À bà thằng à gách chát tí Tá tô bá rằng
ta hoàn ra cha la na ma no đò ra quát cha na cha quá na quát xà này ta đà rầm ma na ta cà ni ta quát tàn tí ta tổ ba rằng ta hoàn ra ba tổ a quy phù tề ba ngà lầm ba nề cha qua nà qua xà nề ta hoàn ra ba tổ qua hồ tí ná thí ta đà lầm ba nấp ba đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi tác, khi cảm phá quanh gá dao động, ý môn hướng tâm và cháo quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quanh gá. Trong trường hợp một đối tượng tối, có sự chìm biến vào phá quanh gá, sau khi luồng cháo quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sắc. Vì thí chích tà ni tì nè quá chích tức bà đà nè sề ri tà quy thà rề ná bà nè tá cát chắc tà lì sát quý phà quá về a yam et tá pa ri tá cha quá ná quà rồ. Và phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm này sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn của cháu quá ná phụ. Xin lỗi. Xin chào thầy, xin chào các lớp. Có thể tiếp tục. Áp quan na quy thí chích táp bá quát trí na vô tiến trình tâm an chỉ đoạn một. Áp quan na chá quan na hòa về bá na quý phù ta phê đồ nát thí ta thà ta đà làm bá nấp bà đồ chá. Trong phương cách diễn tiến của chá quan na Appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tất thái hi nha na sam ba yut tất ca ma quá cha ra cha qua na năng áp than năng anh nhá ta ra smin ba ri cam mu ba cha ra nu lô ma gô ta phù na mê nát chát tút khát tùng tích khát tút tú mê quát quà gia thả thắt ca măng úp bách chi tòa ni rút thề ta đá ná nàn ta ra mê quát gia thà ra hằng chát tút thằng bành cha măng quà chát bì xá tí má há hách giá ta lồ khút ta ra chá quá nề chú giá thà phình ni thà ra quá xề na dằn kinh trí chá quá năng ấp ba nà quỳ thí mồ ta ra tí ta tồ ba rằng áp ba nà qua xà nề phá hoàn giá bà tồ quá hồ tí. Trong trường hợp bất luận tâm nào trong tám giá quá nát thuộc dục giới liên hợp với tiếng khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị ba ri ca má hành u ba cha rá thuận thứ anu lô má và chuyển tánh gồ ca phu tức khắc sau những chập tâm này chấm dứt trong chập thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp bất luận tâm cha quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng.
Dạ, alo, alo ạ. Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính chào thầy kinh, dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài ạ. Tathāso manassasahagata cawana nantarang appana biso manassasahagata wabatikan hitappa ubekkha sahagata cawana nantarang ubekkha sahagata wa tattha bikusala cawana nantarang kusala cawana che wahet ti mạnh cha pha la ta ya ma pe ti kriya cha wa na nan ta rằng kriya cha wa nan arahat ta pha lần cha áp bề ti. Ở đây tức theo sau một trá quá ná với thọ hỷ, một trá quá ná áp bá na sát na định với thọ hỷ áp sẽ khởi phát, sau một trá quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một trá quá ná áp Appana liên hợp với thọ xả át phát sanh. Ở đây cũng vậy, một trá quá ná Appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một trá quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ Sammapatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một trá quá ná hành sẽ có một trá quá ná hành và quả A-la-hán nối tiếp. Đoát tình sa su khắp bùn nhằm hà đòa đa sổ bách kha ka pa rằng su khi ta kriya to atha cha sam phồn ti u bách kha ka. Sau tâm thiện có ba nhân ti hề tu ca liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền duy tắc sắc cộng 4 thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Bhutu cha na na sách khà nàng cà ma bùn nhà ti hề tu tổ ti hề tu cà mắc ri gia tổ quy ta ra gà nặng áp pa nà a ya met tha man nồ đòa rề quỳ thi chi táp ba quá ti na yô. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá, tâm quả áp bá na phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với vị còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, kính cảm ơn thầy. Kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, xin mời bạn kế tiếp. Dạ, con xin đọc đoạn 1 tiếp ạ. Bữa trước giờ con chưa đọc đoạn 1 ạ. Mano đòa rề quỳ thi chi táp ba quá ti na yô, tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đòa rề ba na gia đi quy phù ta mà làm ba nàng à bà thầm à gách cha ti ta tổ ba rằng pha quần gách cha la na mano đòa ra quách cha na cha qua nà qua xà nề ta đà rằm mana bà cà ni ba quá tần tị ta tổ ba rằng pha quần ga bà tổ a quy phù tề ba nà làm ba nề cha qua nà qua xà nề pha quần ga bà tổ qua hồ tị nát thi ta đà làm ba núp bà đồ tị. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát. Khi chập phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và trá quán á chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào sau khi luồng quán á chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vittichitta niti
Nề quá chí túc bà đà đa xề rí tà. Quý thà rề na ba nét. Thề ca chát tà lì sa quý phà qua dề. Ayamet tha ba rí ta cha qua na quà rồ. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của Trá Quán Ná Phụ. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, kính thưa thầy, kính chào tất cả các anh chị trong lớp học. Dạ, con tôi rất xin lỗi tại vì cái máy của tôi là không có giơ tay được cho nên cứ vào trực tiếp ạ. Dạ, có gì xin bỏ qua. Dạ, tôi xin đọc tiếp. Appana vittikittappavattina yo tiến trình tâm an chỉ. Appana chavana vare pana viputa viputa phe đồ nát thi ta thà. Ta đà lầm ba nấp bà đồ chá. Trong phương cách diễn tiến của chá vá ná, áp bá na tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối. Cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Ta tha hi nhà na sầm ba yút ta cà mà, vá chá ra chá vá na nằng áp tha nằng. Anh nhá ta rát mình Pari cầm mạ mu nút Pari cầm mu ba chà rà nút Lồ má gồ trá phù nà mè ná Chá túc khách tùng tích khách Mè quà giá thạc ca nằng Úp ba chí tòa rí ri rút đề đa nàn ta ra mề quá giá thà ra hằng cha tuất thằng bèn chăm mằng và chắc vì sa tí ma ha ga ta lồ cút ta rau cha va nề su giá thà phí nì hà ra quá xề ná dằn kình chi cha va nằng ba nà vì thi mồ ta ra tí ta tổ ba rằng áp ba nà quá xà nề pha hoành ga bà tổ quá hồ tí. Trong trường hợp này bất luận tâm nào trong tám chá vá ná thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm chuẩn bị Barik cầm mát cận Upachara thuận thứ Anuloma và chuyển tánh Gotrafu tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt trong chập thứ 4 hay thứ 5 tùy trường hợp bất luận tâm chá vá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Dạ, cũng đã đọc xong ạ. Xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn tất cả đạo tràng đã cho biết tín hiệu và cảm ơn Đông Triều đã post bài. À, xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sang Khay. Con kính chào thầy kinh, kính chào cả lớp. À, xin đọc bài. Tathā so manasā sahāgatā tayāvā nā nā tarang appanā bi so manasā sahāgatā vā
bà tí ca khi tắp bà u bích khà sa ha gát ta cha quá nà nàn ta rằng u bích khà sa ha gát ta quá ta thà bí cú sa la cha quá nà nhàn ta rằng cú sa la cha quá nàng chề quá hề thí màn cha pha la ta giá má má bề tí ri già cha quá nà nhàn ta rằng ri già cha quá nàng a ra ha tấp pha lằng cha áp bề tí. Ở đây tức khắc theo sau một cha vá ná với thọ hỷ, một cha vá ná a pa nà sát na định với thọ hỷ ác sẽ khởi phát, sau một cha vá ná đồng phát sanh với thọ xả, một cha vá ná áp ba nà liên hợp với thọ xả ác phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cha vá ná áp ba nà thiện sẽ nối tiếp theo sau một cha vá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ xá mà bát tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cha vá ná hành sẽ có một cha vá ná hành và quả a la hán nối tiếp. Đó đòa tìm xá su khà bùn nhàn bùn nằng hà đòa đá súp bề khá cà ba rằng su khí tà quý giá tồ áp thá chá sàm phồn tí u bích khà khá u bích khá khà sao tâm thiện có ba nhân tí hề tú cá liên hợp với thọ hỷ 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có 3 nhân liên hợp với thọ xả 12 loại, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại, 4 thiền di tác sắc cộng 4 thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Phú thú chá nhà ná nà ná phú thú chá nà ná xế khà năng xế khà năng cà má bồn nhà tí hề tù tốt tí hề tù cà má trí giá tốt quý tá rà rá nằng áp ba nà a giá mề thà ma nồ đò rề quỳ thí chí tắp bá quá thí nà dù. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xét khá tâm quả áp ba nà phát khởi, sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến tình tâm phát sanh qua ý môn. Kính cảm ơn thầy, cảm ơn cả lớp đã lắng nghe, cảm ơn Đông Kiều đã bài, xin xuống mic. Dạ con Đông Triều xin kính chào thầy và kính chào cả lớp. Xin đọc bài. Mano dore vi thi chit tap pavatti na yo. Tiến trình tâm ở các xuyên qua ý môn. Mano dore panaya di vi phu tama lam ba nang.
a ba tham a gat chati tato ba rằng a wan gat chalana mano doara vat chana chawana vasane tada ram mana pa ka nipa vat tan ti tato ba rằng a wan gat pa to a wi phu te pa na lam pa ne chawana vasane pa wan ga pa to wa ho ti nat thi ta da lam ban nit ba do ti. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập pa wan ga dao động, ý môn hướng tâm và cha wan á chấm dứt, sau đó chuyển biến vào pa wan ga. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chuyển biến vào pa wan ga sau khi luồng cha wan á chấm dứt mà không tạo được cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vít thi chích tà ni tì nè quá chích tấp bà đà đa sệ lý tà vít thà rê na ba nét thề ca chách tà lì sa quý phà quá dề ayamettha ba rít ta cha quá na hòa rồ. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng và chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của Chawana phụ. Dạ, con đã đọc xong rồi. Con xin năm kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ? Dạ, sao hồi nãy giờ con không có nghe lớp đọc một chút xíu nào, con biết chắc cái mai đường sống bên con rồi. Dạ, con xin đọc bài. Appana vi thi chit tappavattina yo tiến trình tâm an chỉ Appana Chawana Wa Re Bana Quý Phù Tà Quý Phù Tá Phề Đồ Nát Thi Tá Thà Tá Đà Lầm Bá Núp Bà Đồ Chá. Trong phương cách diễn tiến của Chawana Appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tha hi nhà na sầm ba yut ta ca ma quá chá ra chá quá na nằng ách thành nằng ảnh nhá ta ra mình ba ri cầm mu ba chà ra nu lô má gồ trá phù na mê na chá túc khách tùm tích khách tu mê quá hòa giá thắt ca nằng u bách chích tòa ni rút thề ta đá nành ta rá mề quá giá thà ra hằng chá tút thằng bành chá mằng hòa chá phì sá tí má há gắt ta lồ cút ta ra chá quá nề su giá thà phí nì hà ra quá xề
na dằn kình chi chá quá nằng áp ba nà quỳ thí mồ ta ra tí ta tổ ba rằng áp ba nà quá xà nề phá hoàng gá bà tổ quá hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám chá quá ná thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị, ba rí cầm má, cận hành, u bá trà rá, thuận thứ, anu lô má và chuyển tánh, gô trá phu, tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp, bất luận tâm chá quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế, nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Dạ, con đã đọc xong. Con xin nhường mic cho vị kế tiếp ạ. Kính cảm ơn anh đồng trừ đã post bài. Xin tri ân thầy kinh ạ. Con xin xuống mic. Nam mô Bụt. Tha dạ kha dạ. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ. Dạ con xin kính chào thầy kinh. Dạ con xin kính chào cả lớp. Dạ con xin phép được đọc bài. Để cảm ơn Đông Triều ạ. Tathaso manassa sahagata javana nananta rằng appana piso manassa sahagata vapati kan khitappa upekha sahagata javana nananta rằng upekha sahagata vatattha bikusala javana nananta rằng kusala javanan je vahetti man javalattaya mappe tikriya javana nananta rằng kriya javanan arahatta phalan javappe ti. Ở đây tức theo sau một javana với thọ hỷ, một javana appana sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát, sau một javana đồng phát sanh với thọ xả, một javana thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một javana appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một javana thiện, và trong trường hợp chứng ngộ Sammāpatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một javana hành sẽ có một javana hành và quả A-la-hán nối tiếp. Đoạt tình sa su khắp bùn nhằm hà đoà đá sô bách khắc cà ba rằng su khi ta kriya tù áp tha cha sàm phần tí u bách khắc cà. Sau tâm thiện có ba nhân tí hê tú cá liên hợp với thọ hỷ hai loại bốn thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại một ngũ thiện sắc cộng bốn thiện vô sắc cộng bảy ngũ thiện siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại bốn thiện duy tác sắc cộng bốn thiện a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, một ngũ thiện sắc cộng bốn thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Bút thút cha nà na sách khà nằng cà ma bùn nhà tí hệ tú tù tí hệ tú cà ma kriya tù rà nằng áp ba nà ayamet tham nô đoà rề vì thí chít táp báo quát tí na dù. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập sê khá, một phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ thưa con đã đọc xong ạ. Dạ con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con.
Dạ con Kiều đã post xuống mic. À, nam mô Bụt Thầy á. À, xa thứ, xa thứ. Xong quá hả không? Đọc hết hả không? Alo, nghe không? Alo. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mời một vị nào đó lên đọc cái bài tuần rồi ha. Trình bày cái bài học tuần rồi. Nói tiếp theo cái bài hôm nay. Rồi, mời ai tình nguyện giơ tay đây. Ai tình nguyện lên đọc giơ tay. Rồi, mời cô Hồng Nhân. Dạ, con kính thưa thầy, thưa cả lớp. Dạ, con xin đọc bài tuần rồi ngày 13 tháng 12 năm 20. Lộ ý nối tiếp lộ nhĩ môn. A, lộ nối tiếp. A tì ta gá há na quỳ tí. Lộ nhĩ môn xanh, lộ ý xanh. Khi lộ nhĩ thức diệt, hộ kiếp xanh, vân vân vân, lộ nối tiếp xanh nối theo sau, âm hưởng cảnh thinh, quá khứ xâm nhập vào dòng tâm, lộ ý, tức là âm thanh vào lộ ý, âm hưởng sóng âm như tiếng chuông ngân, tiếng nhạc, tiếng tụng kinh, khi ấy lộ nối tiếp khởi lên, tâm lộ, rúng động, dứt dòng, khai ý, bảy cha quán á. Có hai sát na na cảnh, nếu tâm lộ nhĩ môn có na cảnh, và cảnh trong lộ này là cảnh cực rõ, rồi trở về hộ kiếp. B. Lộ thu gom, sa mù hắc ga ha na quỳ tí, sau lộ nối tiếp, hộ kiếp xanh, vân vân vân, lộ thu gom xanh theo sau. Phận sự, thu vén cảnh thinh quá khứ, qua âm hưởng di sóng của cảnh thinh, tâm lộ, rúng động, dứt dòng khai ý bảy cha hoa ná. Có hai sát na na cảnh, nếu hai lộ trước có na cảnh và cảnh ở lộ này là cảnh rất rõ rồi trở về hộ kiếp. C. Lộ định danh na ma ga hắc hán ná quỳ thí. Khác với lộ ý nối với lộ nhãn môn, ở đây lộ định danh xuất hiện tức lộ định nghĩa, lộ thu gom diệt tiếp theo hộ kiếp, vân vân vân, lộ định danh theo sau. Phận sự, một tâm lộ xanh lên đặt cho âm thanh quá khứ một tên gọi thích ứng theo tính cách thế tục như tiếng người, tiếng thú, tiếng gió, tiếng nhạc. Tâm lộ rúng động, dứt dòng, khai ý bảy trá quá ná. Không có na cảnh vì nhận chế định làm cảnh là chế định pháp. D. Lộ định nghĩa át thác gá há ná quỳ thí là định danh cảnh thinh diệt hộ kiếp vân vân vân. Lộ định nghĩa sanh theo sau, lộ định nghĩa đặt ý nghĩa cảnh thinh ấy, lộ này có phận sự nhận diện ý nghĩa của cảnh thinh như sự văn nài, sự ra lệnh, sự hờn dỗi, tâm lộ rúng động, dứt dòng khai ý bảy trá quán ná. Không có na cảnh vì là chế định pháp. Ghi nhận thực tế phức tạp hơn nhiều từ lộ này sang lộ khác, được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Với cảnh thinh càng phức tạp hơn, lộ thu gom sanh khởi càng nhiều lộ hơn. Đặc biệt không có lộ thu gom khi chỉ có đơn âm, nó định danh định nghĩa. Bốn lộ trên là cơ bản, đôi khi có trường hợp nhiều hơn tùy theo cảnh. Dạ thưa thầy, đó là nội dung của bài học ngày 13 tháng 12 ạ. Dạ con đọc xong, con kính cảm ơn thầy, cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Con xin xuống mic. À, xa thứ, xa thứ. À, cảm ơn cô Kim Nhung. Vì nghe rõ không? Alo.
Alo, cô Châu có nghe không? Nguyên Vui có nghe không? Alo. Đây cái trả lời cho vô bài. Alo, 1, 2, 3, 4, 5. Nguyên Vui có nghe không? Alo. Nghe ha. Okay. Còn cháu trả lời cho vô nó tiêu rồi. Vô nghe đầy đủ rồi, học tiếp. Rồi, alo, cháu nghe không? Nghe chưa? Rồi nghe ha. Ok, rồi bắt đầu hôm nay chúng ta cũng còn đoạn cuối của cái lộ nói tiếp vậy ha. À, nhanh cái đoạn này cho sao lộ nhãn môn nói sao năm lộ ý. Thêm rắc rối thêm chút xíu thôi, cũng giống thịt vậy thôi nhưng mà thêm chút xíu thôi, mình học thêm chút ha. Ủa Tuấn nghe không? Tuấn nghe không? Alo, có phi thuyền. Lộ nhãn môn nói sao năm lộ ý. Rồi, ta lấy ví dụ là cái nháy mắt. À, cái nháy mắt. Cái nháy mắt. À, ví dụ như ta, người khác đứng xa và nháy mắt mình cái ha, thì mình bắt đầu lộ tâm, lộ ngũ môn xanh, là tiếp theo là một là lộ nói tiếp. Nó cũng giống như kia thôi, giờ mình thêm chứ có thêm chút xíu thôi. Một lộ nói tiếp. Là nói tiếp theo, bắt cái cảnh nháy mắt lại, cảnh sắc quá khứ nháy theo theo, nó giống như cái bài học vừa rồi ha. Một là lộ nói tiếp, hai là lộ thu gom, là nó thu gom cái cảnh đó vô. Hai là lộ thu gom, thu vén cái nháy mắt quá khứ ha. Ba là lộ định nghĩa, à, nó khởi lên sau lộ thu gom cảnh sắc để nó định nghĩa cái nháy mắt cái là gì ha. Rồi bốn là lộ thân biểu tri, à, nó thêm có cái này, à, lộ thân biểu tri tức là thấy cái thân cử động của người ta là cái mắt cái nhảy chớp thì nó biết cái sự kiện đó là nháy mắt ha. Lộ thân biểu tri. Năm là lộ hiểu ý, à, tức là nó thêm chút xíu nữa là lộ hiểu ý tức là hiểu được cái ý người ta muốn nhảy mắt mình để làm gì, à, tức là nó thêm một cái hai vấn đề sau nó có sự khác biệt chút xíu. À, đó là trường hợp về cái thân biểu tri là phải nháy mắt để cho mình từ đó mình suy diễn qua những cái khác ha. Rồi đó là cái về ví dụ về nháy mắt. Rồi bây giờ lộ nhĩ môn theo sau sáu lộ ý này, những cái trường hợp này đặc biệt nó có thêm chút xíu ha. Lộ nhĩ môn theo sau sáu lộ ý. À, thì lộ nhĩ môn theo sau đó sáu lộ ý có nghĩa là khi âm thanh nó tới thì khi lộ ngũ môn nó xanh là sau đó là lộ nhĩ môn á, là thuộc về lộ nhĩ môn xanh, là sau đó là sáu lộ nhĩ môn xanh sau nói tiếp theo, tức là một là lộ nói tiếp cũng giống vậy ha, một lộ nói tiếp, à, tức là nói tiếp theo cái lộ nhĩ môn, à, nó bắt lấy cái cảnh hình quá khứ đó nó nói tiếp theo. Hai lộ thu gom, thu gom cái âm thanh lại, hai là lộ thu gom. Rồi hai câu hai mới vô được ha. Hai là lộ thu gom. Ba là lộ định danh, ba lộ định danh là khi thu gom xong rồi nó định danh theo cái đặt cái danh từ chế định đặt ra ha, lộ định danh. Bốn lộ định nghĩa, định danh sao có định nghĩa là âm thanh nó là âm thanh gì, âm thanh như thế nào nào ha. Năm là lộ ngữ bày tỏ, lộ ngữ bày tỏ hay là lộ khẩu ngữ tri đó, lộ ngữ bày tỏ.
là sau cái lộ định nghĩa thì nó thấy cái miệng người ta cử động như thế nào, thì nó là nó để ý, nó ý thức được cái miệng của người đó ha, như thế nào là lộ ngữ bày tỏ. Sáu là lộ hiểu ý, tức là lúc này nó bắt được ý một cách rõ ràng hơn, là muốn biết ý nghĩa, nhận biết được ý muốn của nhân vật đó là muốn nói gì ha. Thì như vậy mình thêm được chút xíu, nó có sự khác biệt cái phần bài từ rồi chút xíu, là nó thêm một cái một vài vấn đề phía sau lộ là về khẩu biểu tri hoặc là thân biểu tri, đó nó thêm chút xíu như vậy ha, là chấm dứt cái phần lộ nói tiếp, lộ ý nói tiếp sau lộ ngủ ha. Thì như vậy các cái lộ mà tỷ thiệt thân thì cũng giống vậy luôn, các lộ tỷ thiệt thân cũng tương tự như vậy hết. Không có gì khác là như làm cho mình sáng tỏ thêm, hiểu thêm rõ những cái chi tiết hơn. Thì những cái này mình học vậy thôi, mình biết vậy thôi, nhưng mà thực sự mình muốn thấy được nó, mình muốn chứng nghiệm được nó, mình phải hành mới được, phải hành tứ niệm xứ mình mới nắm bắt cái thực tế. Giờ mình đang hiểu theo cái kiểu dùng trí suy diễn, mình hiểu rồi. Cái gì nắm được không? Các lộ, ghi thêm cái câu chót là các lộ tỷ thiệt thân cũng tương tự, và chấm dứt cái phần đó ha, chấm dứt bài đó. Các lộ tỷ thiệt thân cũng tương tự. Rồi, ok rồi, Triều đủ chưa, ghi đủ chưa, gom đủ chưa, quý vị ghi lại kịp hết chưa? Alo. Gom lại cho nó rõ ràng lại ha. Rồi, hai chánh tâm mới vô rồi. Rồi, bắt đầu 7:30 bắt đầu rồi, 7:30 rồi, cô Hà ngủ tới 8:30 mới vô, hết giờ. Rồi bắt đầu mình được không? Vẫn nghe chưa? Quý vị nghe chưa? Nghe rõ hết không? Chạy show dữ quá, chạy show dữ quá. Ca sĩ này, ca sĩ vượt xi nha chạy show. Ca sĩ vượt xi nha chạy show. Rồi vô bài tiếp được chưa? Rồi lộ chim bao, bữa nay mình học về chim bao. Mai học về bài học gắn gần gũi nhất của chúng ta, lộ chim bao. Subina chitta quy thị, Subina chitta quy thị, lộ chim bao. Quý vị ghi bài ghi kịp chưa, là mình làm đi tiếp ha. Rồi xuống dòng, khi ngủ say thì dòng hộ kiếp sanh diệt liên tục không ngừng nghỉ. Khi ngủ say thì dòng hộ kiếp sanh liên tục không ngừng nghỉ. Tức là khi mà một người mà ngủ thật sự là ngủ say đó, thì lúc này là không có mộng mị cái gì hết, thì lúc đó là hộ kiếp nó liên tục, nó sanh diệt liên tục để nó gìn giữ cái đời sống của người đó. Chứ nếu hộ kiếp là lên đường luôn á, thì như vậy khi ngủ say là dòng hộ kiếp nó cứ gìn giữ, hộ trì cái sống mà nó sanh diệt liên tục để nó gìn giữ cái danh sắc này được tồn tại. Rồi xuống dòng, chim bao khi có thì lộ tâm khách sanh nơi ý môn. Chim bao khi có thì lộ tâm khách sanh nơi ý môn. Tức là chim bao ở ý môn chứ không ở ngũ môn nha. Nó là lộ chim bao sanh khởi trong 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 cái lộ ý môn. Tức là nó không có lộ ngũ môn. Lộ ngũ môn nó có chỉ tác động thôi, chứ có thể nó tác động để nó làm cho chim bao sanh ở lộ ý môn. Thì như vậy lộ chim bao tức là cái lộ tâm sanh nơi ý môn, sanh khởi nơi ý môn, đó là chúng ta biết một cách rõ ràng ha, chứ không phải là mà mình còn nghe con này kia là mình chưa có chim bao. Rồi xuống dòng, nhân sanh chim bao, nhân sanh chim bao
Nghe rõ không? Ok. Nhân sanh chiêm bao, tức là những nguyên nhân mà nó phát sanh chiêm bao. À, có bốn hai chấm. Có bốn loại, có bốn loại hai chấm. Một, rối loạn cơ thể. Một, rối loạn cơ thể. Hai chấm, số dòng và tờ dòng. Tứ đại bất ổn. Tứ đại bất ổn khiến sanh mộng. Tứ đại bất ổn khiến sanh mộng. À, tức là lúc này cái là mình đang ngủ hộ kiếp sanh khởi đều, nhưng mà lúc đó cái trong cơ thể mình đất nước lửa gió nó lộn xộn, nó có nó bị trồi sụp, nó bất bất bình thường thì nó tác động làm sanh chim bao. Là thứ nhất là tứ đại bất ổn khiến sanh mộng. Rồi xuống dòng, rồi dòng tiếp. Do gió kích động mạnh tạo nên sự hỗn loạn cơ thể. Do gió kích động mạnh tạo nên sự hỗn loạn cơ thể. Kích động đến sắc y vật. Do gió kích động mạnh tạo nên sự hỗn loạn cơ thể. Kích động đến sắc y vật. À, tức là lúc mình đang nằm cuối thì trong cơ thể mình cái chất gió nó tự nhiên nó phát sinh mạnh không? Nó hoạt động mạnh mẽ là nó tạo một sự hỗn loạn, nó làm cho tác động tới cái nơi mà tâm nó nương, tức là sắc y vật. Thì khi nó làm như vậy thì làm tạo cho cái sự mà chiêm bao phát sinh. Thì như vậy do gió kích động, rồi xuống dòng, do mật mất quân bình. Do mật mất quân bình là cái mật trong cơ thể mình đó, nó bị mất quân bình, nó không có được quân bình ha, thì cũng tạo nên chi bao. Do mật mất quân bình xuống dòng, do đàm bị xáo trộn. Do đàm bị xáo trộn mất quân bình. Do đàm bị xáo trộn mất quân bình là chất đàm trong cơ thể mình nó bị xáo trộn mất quân bình. Rồi xuống dòng, do bệnh sốt lạnh chấm 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 chấm. À, tức là do nhiều thứ loại bệnh không? Nó phát sinh trong lúc mình ngủ. Thì lúc mình ngủ mình cái cơ thể mình bị sốt, hay nó bị lạnh, hay là nó bị đau nhức, hay là nó bị cái gì đó nó làm cho bệnh nó phát sinh, thì làm cho cái chiêm bao nó phát sinh. Thì như vậy thứ nhất là do rối loạn cơ thể, thì nó có những cái chi tiết mà chúng ta cần phải được biết tại sao mình chiêm bao. Thứ nhất là tứ đại không ổn nè. Tứ đại mình đất nước lửa gió trong cơ thể mình nó trồi sụp bất thường thì nó làm cho chim bao. Thứ hai, hoặc là trong cơ thể mình tự nhiên chất gió trong người mình nó phát sinh mạnh quá, mạnh quá nó làm cho hỗn loạn. Mật cái cơ thể mình nó có cái mật á, trong cái chất mật nó làm mà nó bị mất quân bình, nó trồi sụp làm cho bị chim bao, hoặc là do bị đàm, hoặc là do bệnh. Người bị bệnh hay bị chim bao bậy bạ lắm. Bệnh sốt, bệnh nóng lạnh, hay là bị những cái cơn bệnh ngặt nghèo vậy đó, thì ngủ khó yên lắm, hay bị chiêm bao. Đó là thứ nhất, nguyên nhân thứ nhất là rối loạn cơ thể. Chị kịp chưa? Alo. Vậy sao khóc rồi? Không nghe hả? Nghe rõ hết không quý vị? Nghe được hết chưa? Alo. Nghe chép xong hết chưa? Cô Nhung nghe rõ nè, Kiều rõ nè. Tuấn là sao rồi? 1010. Nghe không? Ok, vậy là máy của Châu đem xuống sau bếp á. Đem ra sân bếp nhúng nước xuống, đem lên sấy nó khô cái nó nghe lại liền như vậy đó. Quy Đăng đúng rồi, hoặc đi đem nhúng nước rửa nó.
Rồi, đó là nguyên nhân thứ nhất. Rồi, số nguyên nhân thứ hai là số 2. Số 2 là quá khứ tràn lại. Quá khứ tràn lại. Rồi, đó là những sự việc đã từng nghe, từng thấy, từng xúc chạm, vân vân vân. À, những sự việc đã từng nghe, từng thấy, từng xúc chạm, vân vân vân. Rồi, tức là khi mà mình trong cái đời hàng ngày mình sống á, mình nghe này nghe kia, mình có sự là tập trung về vấn đề đó nhiều quá, mình chú ý nhiều quá, thì có thể tối mình ngủ những cái đó nó tràn lại, nó làm cho phát sinh chim bao. À, cho nên đây là quá khứ nó tràn lại, nó làm cho chim bao. À, đó là chúng ta biết là nguyên nhân thứ hai. Rồi, nguyên nhân thứ ba, do chư thiên hay do tha lực tác động. Mình đâu có biết được đời trước đời sau gì, mình đâu có khả năng để biết được đó. Có thể là trong đời sống này, có thể trong đời sống trước, khó biết lắm. Thường thường đời sống này thì nhiều, đời sống này mình nó gần gũi hơn, nó dễ sinh chim bao. Do chư thiên hay do tha lực tác động. À, tức là nhiều khi do chư thiên hay là do ngạ quỷ hay là do những người ta dùng thuật thôi miên hay gì đó, người ta tác động như dòng tâm mình thì nó phát sinh chim bao. Đó là cái vấn đề mà những cái trường hợp này, trường hợp là do ngoại bên ngoài hay do tha lực ha. À, tức là nhiều khi chư thiên báo mộng cho mình biết sắp có chuyện gì ha. À, thì chư thiên mà ta gần gũi mình là có thể báo cho mình biết. Đó là nguyên nhân thứ ba. Nguyên nhân thứ tư, do điềm nghiệp. Nguyên nhân thứ tư là do điềm nghiệp. À, tức là khi mình đang ngủ say sưa thì trong giấc ngủ của mình nó phát sanh chim bao, nó báo cho mình biết trước mình sắp có chuyện gì sẽ tới ha. À, tức là báo trước là mình sắp có quả xấu nó tới, hay là sắp có quả tốt nó tới, hay là những cái điềm nó báo trước cho mình biết cái chuyện gì nó sẽ xảy ra đó chứ mình. Chẳng hạn như là mình làm chim bao, mình thấy cái chuyện gì đó qua ngày mai nó phát sanh y hệt luôn. Thì nó giống như là cái điềm nghiệp cho mình biết trước. Thì như vậy qua bốn cái nguyên nhân này, căn bản, bốn nguyên nhân căn bản nó phát sanh, nó làm cho chim bao nó phát sanh. Và cái cuối cùng là cái mà rất là đặc biệt ha. Nó có thể là trở thành sự thật. Còn những cái trường hợp mà do mật, do máu, do đàm, do tứ đại, nhiều khi nó chỉ là do những tác động nó làm cho chim bao thôi chứ không thật. Còn những cái đã từng nghe, từng thấy thì cũng là chuyện đã qua rồi, nó tràn lại thôi. Chư thiên tác động thì cũng là sự thật, có thể là chư thiên báo cho mình biết trước cái gì đó là chư thiên. Còn cái nghiệp mới là quan trọng. Khi mà nghiệp nó tới, nó báo cho mình biết, nếu mà nghiệp xấu tới thì mình phải, khi mình chim bao mình thấy vậy mình phải biết, biết cách để mình hóa giải nó ha. Lo xin giới, lo tu tập, lo hành thiền để giải nghiệp. Chứ không thôi là nó tới là cũng mệt nghỉ luôn. Biết đâu mình đâu, mình không biết đâu. Hay là mình khó mà biết được nó là cái gì đó. Bởi vì cái này mình phải có một cái thần thông, tha tâm thông hay là thần thông lực gì đó, mình mới có thể xác đoán được nó thuộc về cái gì. Nhưng mà thường thường nếu mà nghiệp nó báo thì có thể là mình sẽ thấy nó rõ lắm. Có thể là mình vậy, mình nhớ rõ những điều đó xảy ra, sắp xảy ra như thế nào. Cho nên về cái nghiệp thì có thể mình cảm nhận được phần nào ha. Rất có, nhưng mà nếu ai mà hành thiền nhiều á, hành tứ niệm xứ nhiều á, thì có thể họ sẽ biết được cái đó là như thế nào. Nhưng mà bốn nguyên nhân này không dễ gì mình biết được, là khó. Rồi chưa? Ghi xong chưa? Alo.
Rồi, lỗ chim bao có 12 lỗ. Hai chấm. Lỗ chim bao có 12 lỗ. À, tức là chim bao nó phát sanh cho chúng ta biết là có tổng cộng là 12 lỗ phát sanh trong lỗ tâm. Rồi xuống dòng cảnh cực rõ có 6 lỗ. Hai chấm. Cảnh cực rõ có 6 lỗ. Tức là cảnh rõ mạnh có 6 lỗ. Cảnh đầu dòng chót na cảnh có 2 lỗ. Hai chấm. Chót na cảnh có 2 lỗ. Hai chấm. Không có hộ kiếp vừa qua và có một hộ kiếp vừa qua. Không có hộ kiếp vừa qua và có một hộ kiếp vừa qua. Rồi, nó chỉ khác cái chỗ là không có hộ kiếp vừa qua và cái có lỗ thì có một hộ kiếp vừa qua. À, thành ra có hai lỗ. Mà chót na cảnh có hai lỗ. Rồi xuống dòng gạch đầu dòng chót động lực có hai lỗ thì cũng vậy luôn ha. Chót động lực có hai lỗ cũng không một cái vừa qua và có một cái vừa qua. Chót động lực có hai lỗ. Rồi tức là chót lỗ tâm cuối cùng là với chamana động lực là hết. Nhưng mà về hộ kiếp thì nó có hộ kiếp vừa qua hoặc là không có. Đó là chót động lực. Rồi xuống dòng chót hộ kiếp khách cũng có hai lỗ. Chót hộ kiếp khách có hai lỗ cũng vậy luôn, không hộ kiếp vừa qua và một hộ kiếp vừa qua. Rồi như vậy cái lộ chim bao mà cảnh cực rõ phát sanh cho chúng ta có ba lộ chính cộng thêm ba lộ là có một hộ kiếp vừa qua, thành ra là sáu lộ. Bây giờ nếu chót mà có thêm na cảnh tức là chót chót mót thì có hai lộ. Khi khởi phát sanh lộ định tâm thì nó có hộ kiếp vừa qua là không. Chót mà động lực không có na cảnh thì cũng có hai lộ, cũng vậy luôn, không có hộ kiếp vừa qua hoặc là có một. Rồi chót hộ kiếp khách. À, tức là xen hậu kiếp khách giữa động lực và hậu kiếp thì nó có hai lỗ luôn, cũng không có hậu kiếp vừa qua hoặc là có một hậu kiếp vừa qua. Cũng vậy ha, nó giống vậy nhưng mà tại vì nó khác, nó thêm cái vụ hậu kiếp vừa qua chứ không có hậu kiếp vừa qua, thành ra năm ra nó có sáu lỗ. Rồi quý vị nắm được không? Alo, nắm được chưa? Mình học rồi ha, mình học cái lộ tâm nhiều rồi, giờ mình nói sơ cái này mình thấy cái vấn đề nó hiện lên liền ha. Rồi room chép kịp chưa? Alo, toàn thể room chép kịp chưa? Ok rồi ha. Rồi cảnh cực rõ rồi ha. Rồi giờ cảnh rõ có bốn lộ. Cảnh rõ có bốn lỗ. Thì là dòng chót động lực có hai lỗ, không hộ kiếp vừa qua và một hộ kiếp vừa qua, giống vậy, chót động lực có hai lỗ. Rồi chót hộ kiếp khách có hai lỗ, được vậy luôn, chót hộ kiếp khách có hai lỗ, không có hộ kiếp vừa qua, có một kiếp vừa qua. Rồi như vậy cảnh rõ có bốn lỗ, bởi vì nó không có chót na cảnh,
với cảnh rõ, nó không phải là cảnh cực rõ, không phải là cảnh mạnh, nó không cần na cảnh. Cho nên cảnh rõ chỉ có bốn lộ, bỏ cái na cảnh ra ha, bỏ cái chót na cảnh ra, thì nó chỉ còn có chót động lực, chứ là chót hộ kiếp khách thôi. Rồi đó là cảnh rõ cho chúng ta biết là có bốn lộ chỉ bao. Rồi cảnh không rõ có một lộ, không hộ kiếp vừa qua, có một lộ không hộ kiếp vừa qua, có hai sát na kháng ý môn, cảnh không rõ có một lộ không hộ kiếp vừa qua, có hai sát na kháng ý môn. Rồi đó là cảnh không rõ, là cảnh mờ ảo, cảnh không rõ, không được rõ. Rồi xuống vào cảnh mơ hồ có một lộ, hai rung động. Cảnh mơ hồ có một lộ, hai rung động, hai hồn kiếp rung động đó. Cảnh mơ hồ. Rồi như vậy ở đây chúng ta thấy có cảnh không rõ và cảnh mơ hồ. Mơ hồ là quá yếu nữa, cảnh không rõ là đã yếu rồi, cảnh mơ hồ yếu nữa. Thì cảnh không rõ có một lộ là nó sanh tới kháng ý môn thôi, chứ là nó không có động tốc, nhưng mà cũng không có hộ kiếp vừa qua luôn. Thì như vậy cảnh không rõ cho biết là chỉ có một lộ, và cảnh mơ hồ cũng chỉ có một lộ, là chỉ tới hộ kiếp rung động là rớt lại ha. Thì như vậy có một số chú giải người ta không chấp nhận cái vấn đề này. Những nhà chú giải người ta cho rằng cảnh không rõ hay cảnh mơ hồ á, thì không được tính được cái lộ chiêm bao, bởi vì nó chưa thành lộ, nó chưa phát sanh cái sự chiêm bao, thì không xếp vô cái thuộc về lộ chiêm bao. Nhưng mà trong cái phần mà chánh văn thì có xếp nó vô luôn, bởi vì đang lúc ngủ bị cái tâm cũng bị rung động, cũng bị phát sanh, cũng bị tác động bởi cảnh làm cho kháng ý môn sanh khởi, thì cũng xếp vô, nó cũng gần được xếp vô lộ chiêm bao, hoặc là nó bị rung động nó cũng được xếp vô lộ chiêm bao. Nhưng mà thực tế bởi vì nó không có đi tới vô cái vấn đề mà động tốc á, nó chưa phát sanh được cái cảnh này ý kia đó, thì chưa có tính được. Nhưng mà ở đây mình cứ học mình biết là nó có đầy đủ như vậy, cảnh được rõ, cảnh rõ, cảnh không rõ, cảnh mơ hồ, có đầy đủ như vậy không? Rồi tổng cộng có 12 lộ tâm chim bao. Tổng cộng có 12 lộ tâm chim bao. 12 lộ chim bao. Tức là tổng cộng chúng ta có được là 12 lộ chim bao ha. Rồi xuống dòng ghi chú 2 chấm. Ghi chú. Xuống dòng gạch dòng. Chim bao chỉ sanh khởi trong khi ngủ không sâu. 7. Chập chờn. 7. Mơ màng. Chấm 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 chấm. Chim bao chỉ sanh khởi trong khi ngủ không sâu, chập chờn mơ màng. Tức là ở đây cho mình biết là khi mà mình ngủ sâu rồi đó, tức là khi mình ngủ say sưa đó, rơi vô hộ kiếp hoàn toàn rồi đó, thì không có chim bao sanh được. Chim bao không thể sanh khởi bởi vì lúc đó cái giấc ngủ quá sâu, không thể phát sanh sanh khởi. Và chim bao đi sanh khởi khi mình ngủ mà chưa rớt hẳn vô hộ kiếp, chưa rớt hoàn toàn vô đó, thì cảnh nó tác động, có thể là nó làm cho hộ kiếp nó bị rung động, làm cho nó phát sanh chim bao. Cho nên khi mà mình ngủ sâu hay là ngủ say xưa thì không có chim bao, thì những giấc ngủ đó mình dậy mình thấy khỏe khoắn lắm không, ngủ say xưa nhưng mà ngủ không sâu thì, hoặc là mình ngủ mình còn chập chờn mơ màng, thì cảnh nó tác động nó làm cho phát sanh chim bao. Cho nên nhấn mạnh cho chúng ta biết là chim bao, lộ tâm chim bao nó chỉ sanh khi mình ngủ không có được sâu, ngủ còn chập chờn, còn mơ màng, thì lúc đó nó phát sanh chim bao. Đó là vấn đề thứ nhất.
Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng, ngủ sai không có lỗ chim bao. Nhấn mạnh thêm lần nữa cho mình nhớ. Ngủ sai không có lỗ chim bao. À, là khi ngủ xa xưa là không có chim bao. Bây giờ mình đã biết rõ không? Rồi mình khi nào mình chim bao như thế nào. Rồi xuống dòng. Sanh với bốn hạng phàm nhân cộng ba quả hữu học. Sanh với bốn hạng phàm nhân cộng ba quả hữu học. Rồi xuống dòng, bậc A La Hán không có chim bao. Bậc A La Hán không có chim bao. Thì như vậy, chim bao nó chỉ sanh khởi với những hạng hàm phàm nhân thôi. À, những người phàm như mình thôi là chim bao sanh, hoặc là với ba bậc hữu học, tức là sơ quả, nhị quả, tam quả. À, riêng bậc A La Hán thì không có chim bao, bởi vì bậc A La Hán là bậc hoàn toàn trong sạch những phiền não đó. Không có chim bao, còn mình thì phiền não thì đầy dẫy thì nó cũng chim bao. Rồi còn đánh cái bông là dòng ha. Bậc tam quả, tức là bậc thánh tam quả, rất ít có chim bao. Bậc thánh tam quả rất ít có chim bao. Vì đã viên mãn phần định, nhưng còn phiền não dư sót. Vì đã viên mãn phần định nhưng còn phiền não dư sót. Bậc thánh tam quả rất ít có chim bao. Vì đã viên mãn phần định nhưng còn phiền não dư sót. Tức là khi mà bậc thánh tam quả đó, tức là vị thánh A La Hàm á, thì hiếm có chim bao lắm, ít có chim bao lắm, bởi vì họ đã đạt tới một cái lĩnh vực là gần cuối cùng của cái sự viên mãn tu học, đạt tới định phần tốt đẹp. À, nhưng mà bởi vì còn chút sót giống như còn dư sót phiền não, mình thỉnh thoảng cũng có chim bao nhưng mà rất là ít có những trường hợp chim bao như phàm nhân của mình. À, đó là cái vấn đề bậc thánh tam quả ha, nhấn mạnh cho mình biết là như vậy. Rồi xuống dòng đánh cái bông tiếp ha. Địa ngục không có chim bao. À, địa ngục không có chim bao. Địa ngục không có chim bao. Bởi địa ngục mà đâu cho ngủ đâu chim bao, quýnh tối ngày sáng đêm đốt quýnh là không có chim bao. Được chưa? Xuống dòng, chư thiên không có chim bao. Chư thiên không có chim bao vì sắc tế. Chư thiên không có chim bao vì sắc tế. Và không có bốn nhân sanh chim bao. Và không có bốn nhân sanh chim bao. À, tức là chư thiên thì không có chim bao. Bởi vì những vị chư thiên, cái thân của người ta là thuộc vi tế. À, sắc rất là tế. Cho nên họ không có dùng những cái vật thực mà thô thiển như mình. Rồi họ không có bị bệnh. À, chư thiên không có bệnh. À, chư thiên là quẩy vui vẻ lúc gần chết thì cái hào quang nó xuất, nó giảm tự biến mất luôn thôi. À, cho nên chư thiên không có chim bao bởi vì họ sắc tế, họ thọ dụng vật thực cũng là vật thực tế. Chư thiên nào cũng vậy đó. À, chư thiên quá xanh, quá xanh là thuộc sắc tế. À, thì như vậy họ không có chim bao. À, và họ không có bị bệnh. À, vì chư thiên không có bệnh. À, mình thì có cái thân đó, bởi vì cái thân mình nó thô á, thành ra nó bệnh này bệnh kia đủ thứ ha. Còn những vị chư thiên thì cái thân ta không có thô như mình, họ biến thì biến liền, mà họ tử sanh liền, có cái sắc pháp liền, cho nên sắc rất vi tế. À, và chính vì như vậy là bốn nhân sanh chim bao như mình học nãy đó, là không có đối với những vị chư thiên. À, cho nên chư thiên cũng không có chim bao luôn. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng, cái bông đầu dòng. Điềm nghiệp, cái này ha, điềm nghiệp của chư thiên lúc báo tử. Điềm nghiệp của chư thiên lúc báo tử
chỉ sanh khởi lúc tỉnh thức, điềm nghiệp chư thiên lúc báo tử chỉ sanh khởi lúc tỉnh thức. À, tức là về điềm nghiệp, tức là một trong bốn nhân sanh chim bao, thì thường thường điềm nghiệp nó phát sanh trong lúc ngủ, nhưng mà đối với những vị chư thiên thì điềm nghiệp về báo tử, tức là báo cho biết mình sắp lên đường ha, thì cái điềm nghiệp nó báo cho biết là lúc đó là những vị này nó còn thức, vẫn tỉnh táo như thường. Thì những cái điềm báo trước cho biết, chẳng hạn như hào quang lu mờ rồi mồ hôi nách chảy ra tuôn xuống, thì bắt đầu là cái điềm nghiệp nó phát sanh. Thì lúc này những vị này vẫn thức như thường, vẫn bình tĩnh thức như thường, nhưng mà điềm nghiệp nó vẫn phát sanh cho chư thiên và biết trước là sắp chết. Đó là điềm nghiệp của chư thiên. Chứ quý vị ghi kịp chứ? Được không? Kịp chưa? Kịp hết chưa? Rồi xuống dòng cái bông tiếp ha. Có động lực sanh, ai biết đâu thì chắc trong thời gian ngắn đâu, sắp chết rồi báo thôi. Thời gian cõi trời mà sắp chết là bắt đầu báo, lu ánh sáng lu lần cái hụp mất sanh xuống làm người hay làm những gì đó ai biết được. Rồi xuống dòng, có động lực sanh, có chứ, chư thiên dục giới có đủ chứ, chư thiên dục giới có sanh chứ, có động lực sanh nhưng không tạo nghiệp thành quả dị thục, có động lực sanh nhưng không tạo nghiệp thành quả dị thục. Có động lực sanh thành quả dị thục. Rồi, tức là khi mà lộ chim bao nó phát sanh động lực, có động lực nhưng mà nó không có cho quả, nó chỉ là do tác động chim bao, tức là thiếu cái sự cố ý, không có sự cố ý tạo thành nghiệp. Cho nên cái động lực sanh thì có nhưng mà không có tạo thành, không có cho quả, không có tạo thành nghiệp để tạo quả gì thôi. Những vị mà chư thiên mà dục giới mình nó chết, tâm bất thiện vẫn sanh như thường, tâm tham có, tâm sân có đầy đủ. Bởi vì chư thiên dục giới mà khi tử thì có thể sanh lên hoặc là sanh xuống vẫn có đầy đủ, và sanh chư thiên sanh lên của chư thiên cao hơn vẫn có, chư thiên sanh xuống làm người cũng có, mà chư thiên đi xuống múc chỉ dưới luôn cũng có luôn. Cho nên bất thiện có, thiện có luôn, đầy đủ trong cái lộ cần có đầy đủ ha. Cõi dục giới là ngoại trừ những bậc thánh nhân ra lên trên đó thôi thì không tính, còn những phàm nhân mình là đầy đủ thiếu gì. Cho nên đừng nghĩ là mình lên cõi trời là xong xong chuyện ha, chưa xong đâu là chưa xong chuyện đâu, nó hưởng thời gian thôi, không biết đâu. Không biết phàm nhân là phàm nhân sao biết được, lúc đó là tâm bắt đầu giờ phút cận tử là cảnh nghiệp nó sanh khởi, hay là những cái nghiệp tướng thú tướng gì nó phát sanh, lúc đó là nó đi theo nghiệp thôi chứ đâu biết được. Lẹ lắm, cái lộ tâm mình nó lẹ ghê lắm, cái lộ tâm cận tử mà lậu rẹt cái nó phục sanh liền ha. Rồi, tức là về động lực ha. Động lực thì chúng ta biết là không, nó phát sanh, nó có phát sanh 7 cái cháu ná động lực ha. Phát sanh nhưng mà nó cũng không tạo thành nghiệp, nó không có cho quả, bởi vì đó là thuộc về chim bao, không có sự cố ý, không có sự tác ý thành nghiệp ha. Được chưa? Ghi xong chưa? Dòng, gặp lại dòng, chỉ có một hộ kiếp vừa qua sanh khởi, chỉ có một hộ kiếp vừa qua sanh khởi, do có đối tượng là sắc rõ mở ngoặc sắc thành tựu,
chỉ có một hộ kiếp vừa qua sanh khởi khi có đối tượng là sắc rõ, sắc thành tựu. Của cảnh ngũ. Cảnh ngũ, cảnh sắc, thinh nghi, vị xúc, cảnh ngũ. Cái trường hợp mà cái lộ tâm mà chim bao nó có một kiếp vừa qua là bởi vì nó do cái sự tác động của sắc, ví dụ vậy. Giờ trường hợp đang ngủ, hai chấm, trường hợp đang ngủ. Ghi đi, ghi trường hợp đang ngủ, hai chấm, mình ghi ra để mình thấy rõ ha. Rồi, gạch đầu dòng. Có người kêu hoặc lai động thân. Có người kêu hoặc lai động thân. Tức là mình đang ngủ say sưa có người kêu mình, ví dụ như Triều đang ngủ cái báo anh Phúc lại kêu Triều, 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 thì có người kêu hoặc là lại lay cái thân mình, thì lúc đó có người kêu hoặc là động thân. Dòng lộ nhĩ môn hoặc lộ thân môn sanh, lộ môn hoặc lộ thân môn sanh. Thì lúc này lộ nhĩ môn phát sanh, lộ tâm về nhĩ môn tức là do cái tiếng kêu, hoặc là lộ thân môn sanh do người lại đụng vô cái thân mình ha, lay động thân, thì lộ nhĩ môn hoặc lộ thân môn. Được chưa? Tương dòng tiếp theo là lộ nối tiếp rồi dứt, tiếp theo là lộ nối tiếp rồi dứt. Dòng gạch không có những tâm lộ khác nói tiếp theo, không có những tâm lộ khác nói tiếp theo, mở ngoặc lộ thu gom chấm 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 ha. Tức là thường thường lộ nó nói tiếp xong rồi lộ thu gom rồi lộ định danh định nghĩa này kia, nhưng mà cái này không có, lộ nói tiếp xong rồi dứt, là không có những cái lộ tâm khác nói tiếp theo. Rồi xuống dòng gạch đầu dòng. Bây giờ mới có lộ chim bao. Bây giờ mới có lộ chim bao. Và tâm nhận cảnh thinh hoặc cảnh xúc. Bây giờ mới có lộ chim bao và tâm nhận cảnh thinh hoặc cảnh xúc. Tức là sau khi lộ nối tiếp nó phát sanh, lộ nối tiếp phát sanh rồi nó dứt, rồi bắt đầu lộ chim bao sanh khởi, nó nhận lấy cảnh thinh của cái sự mà kêu gọi nãy đó, và cảnh xúc, xúc chạm thân á, thì lúc này lộ chim bao nó phát sanh do cái sự mà kêu gọi hoặc là sự xúc chạm thân, thì lộ chim bao phát sanh. Như vậy là mình biết là khi mà mình đang ngủ mà có người lay động thân á, thì những cái sự mà diễn tiến của lộ đề tâm nó sẽ phát sanh như vậy. Là tới cái vấn đề mà nó đi vô cái lộ ý ha, tức là từ cảnh thinh qua hoặc là cảnh xúc, rồi bắt đầu nó mới qua lộ ý là phát sanh loại thứ ba. Rồi xuống dòng gạch đầu dòng, đó cũng là loại sắc rõ thành tựu hiện tại nên có hộ kiếp vừa qua. Đó cũng là loại sắc rõ thành tựu hiện tại nên có hộ kiếp vừa qua. Rồi tức là đó là cái loại sắc rõ, tức là loại âm thanh rõ hoặc là sự xúc chạm rõ thành tựu ngay trong cái hiện tại đó, bắt cảnh đó, rồi từ đó nó chuyển vô
trong cái dòng tâm thức mình á, thì khi mà có lõi sắc rõ nó đụng vô cái thân mình đó, hoặc là âm thanh phát sanh đó, thì lúc đó phát sanh hộ kiếp vừa qua, nó đụng đụng vào cái dòng tâm thức mình, làm cho cái tâm thức mình bắt đầu nó ảnh hưởng á, thì hộ kiếp một hộ kiếp vừa qua sẽ lên, xong hộ kiếp rung động à, thì đây là cần phải ghi nhận những điều này ha. Rồi xuống dòng ghi cái chủ đề ha. Vì sao chỉ có một mà không có hai hoặc ba hộ kiếp vừa qua? Vì sao chỉ có một mà không có hai hoặc ba hộ kiếp vừa qua? À, những loại tâm khác thì có thể có một, có thể có hai, có thể có ba, nhưng mà ở đây không có, à, chỉ có một mà thôi, một hoặc không. Vì sao chỉ có một mà không có hai hoặc ba hộ kiếp vừa qua? Vì sao chỉ có hai hộ kiếp vừa qua? Dòng gạch đầu dòng. Vì sắc rõ. Vì sắc rõ làm thành cảnh trong loại chim bao là loại sắc thô. Vì sắc rõ làm thành cảnh trong loại chim bao là loại sắc thô. À, tức là loại sắc thô như âm thanh, xúc chạm hay là gì đó thì nó thuộc về sắc thô, nếu không phải sắc tế. Rồi xuống dòng gạch đầu dòng. Trong trạng thái chập chờn, trong trạng thái chập chờn, cảnh tác động đến dòng hộ kiếp đang muội lượt, cảnh tác động đến dòng hộ kiếp đang muội lượt. Trong trạng thái chập chờn, cảnh tác động đến dòng hộ kiếp đang muội lượt. Nên chỉ cần một sát na hộ kiếp vừa qua, nên chỉ cần một sát na hộ kiếp vừa qua thì bị rúng động ngay. Nên chỉ cần một sát na hộ kiếp vừa qua thì tâm ghi đi, ghi thêm đi, thì bị rúng động ngay cũng được ha, hoặc là bị rúng động ngay ha. Rồi như vậy trong cái trạng thái mà ngủ mà chập chờn á, à, thì cái cảnh nó tác động vô cái dòng hộ kiếp, à, đang mà chập chờn nghe ha, thì một hộ kiếp vừa qua sanh lên là nó rung động liền, à, tâm liền, à, bởi vì nó chưa có hoàn toàn ngủ say á, cho nên nó chỉ cần có một hộ kiếp vừa qua là nó rung động ngay. Giờ nắm ghi xong chưa quý vị? Dòng sắc tế, những sắc vi tế là sắc tế không thể hiển lộ sức mạnh để làm cảnh cho dòng tâm thức đang trong trạng thái muội lượt. Sắc tế không thể hiển lộ sức mạnh để làm thành cảnh, để làm cảnh cho dòng tâm thức đang trong trạng thái muội lượt. Sắc tế không thể hiển lộ sức mạnh để làm cảnh cho dòng tâm thức trong trạng thái muội lượt. À, tức là ở đây nói về cái lộ chim bao. À, khi mà sắc tế, đối với sắc tế thì nó không có sức mạnh để nó làm cho cái tâm mình nó vô cái lộ chim bao được. À, cho nên cái sắc tế nó không làm được, mà chỉ có sắc thô nó mới tác động. À, mà khi sắc thô tác động thì nó có một hồi cái vừa qua. Còn cái trường hợp mà sắc tế mà nó làm thành cảnh cho có được nhiều hộ kiếp vừa qua phát sanh, nhiều cái hữu phần hộ kiếp vừa qua đó, thì là những cái cảnh như do ngũ môn, bình nhật hay là ý môn. Trong thời bình nhật thì cái sắc tế nó làm thành cảnh, bởi vì nó, cái nó không có bị rơi vô trạng thái như là ngủ đang ngủ không, nó khác cái trường hợp đó. Thì như vậy những cái trường hợp mà chúng ta đã biết về cái chiêm bao, là quan trọng nhất là bốn cái nguyên nhân sanh chim bao, và cái sự mà tiếp xúc qua cái người khác xúc chạm mình hoặc là kêu gọi mình thì những cái loại chim bao nó sẽ phát sanh. À, cho nên đây là cái vấn đề mà chúng ta học hôm nay, là mình hiểu được thêm như thế nào là chim bao phát sanh như thế nào, trong những lúc nào,
và nó sẽ như thế nào ha. Thì đó là cái bài học hôm nay, chúng ta học thêm được một cái bài rất là gần gũi với cái đời sống mình ha. Rất là tuyệt vời ha. Ngày xưa giờ mình chim bao mình không biết tại sao mình bao. Vậy cái rồi bắt đầu đoán bao, đoán mộng, đoán này kia rồi đi vấn đề ha. Mà chim bao gì đó là vậy, bàn bàn ra đây con số này số mấy này vấn đề. Chủ đề. Nhưng mà thực sự nó có những cái mà mình cần phải hiểu biết, cần học hỏi, phát sinh trí tuệ. Và cho nên là khi mà chim bao mà quan trọng nhất là chim bao mà chiêu thiền báo mộng hay là về điềm nghiệp, cái đó là cũng rất là cẩn trọng ha. Khi mình có những gì đó mình nghi nghi ha, nghi đó là điềm nghiệp thì mình phải biết cách. Nếu điềm nghiệp tốt thì nó đỡ, gặp điềm nghiệp xấu thì mình dậy là mình thức dậy mình cũng mệt mỏi á. Mình thấy những cái điều xấu đó, nguy hiểm. Cho nên trong cái đời sống của mình đó, mình còn phàm mà phiền não nó đủ thứ nó phát sinh. Và bây giờ mình có được cái, giống như mình có được kiếm báo, mình có thể dùng kiếm báo đó để mình sử dụng những lúc nào phải xài tới như thế nào nào mình có được những cái phước báo này. Đây là cái sự lợi ích rất là tốt đẹp cho cái đời sống tương lai của mình. Dạ, nam mô Bụt Thầy nha. Rồi thấy chánh tâm giơ tay là mời chánh tâm nha. Dạ, con kính chào thầy, kính kính chào cả lớp. Thưa thầy, con muốn hỏi thầy trong cái lộ ý nói tiếp nhĩ môn á, thì là cái lộ nó sẽ đi là từ lộ lộ nói tiếp, lộ thu gom, lộ định danh và lộ định và lộ định nghĩa. Vậy con muốn hỏi thầy là cái lộ lộ nhãn, lộ nhĩ, vậy còn lộ tỷ thiệt, tỷ thiệt thân, thì ba cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thì nó đi cái lộ chỉ có lộ nhĩ là nó đi cái lộ 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 coi lộ định nghĩa, lộ định danh, lộ định danh xong rồi mới đến lộ định nghĩa. Vậy còn ba cái lộ kia nó giống như là lộ lộ nhãn phải không thầy? Cái lộ nhãn mà lộ nhãn ý, lộ nhãn dạ xin thầy giải thích đấy, con cũng không hiểu. Dạ con xuống mít. Sao ba cái lộ tỷ thiệt thân đó, nó giống như lộ lộ nhĩ vậy đó, lộ nhĩ. Còn lộ lộ nhãn thì do thấy, thấy cái là mình định nghĩa rồi định danh. Còn những cái lộ kia thì phải định danh trước rồi mới tới định nghĩa. Nó khác chút xíu vậy đó thôi, chứ nhưng mà cũng vậy thôi, nó không có gì, nó cũng tương tự nhau hết, giống hệt nhau, không có gì khác ha. Còn người thì ví dụ như mình cái mùi nó tới cái là nó định danh cái mùi này là mùi gì á, rồi nó mới suy nghĩ cái mùi đó là mùi như thế nào nào đó. Là vấn đề định danh định nghĩa đó, chứ không là cái đó là mình giải thích thêm, chú giải thêm để cho mình có một cái thêm một cái tri kiến để mình biết cái đó. Rồi người ít nằm mơ là do gì, thì cơ thể người ta được quân bình, ít có tứ đại không xáo trộn là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai là do không có bị rối loạn cơ thể, hoặc là mật đàm mũi coi cơ thể người ta tốt đẹp khỏe và ngủ ngon, hoặc là không có bị những cái điềm nghiệp nó báo, thì mình suy diễn mấy cái bốn cái nguyên nhân phát sinh chi bao đó. Vậy hoặc là mình ngủ đúng rồi, ngủ sâu quá, ngủ say sưa thì lúc đó những cái điềm nghiệp nó không phát sinh. Thì đó là vấn đề mà ít cái chim bao, hoặc là những vị chư thiên thì nó không có chim bao, còn những người ở cõi địa ngục thì cũng không có chim bao luôn. Đó là, nhưng mà những người sanh khác thì vẫn có chim bao. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy có nhiều cái sự mà độc đáo trong cái vấn đề chim bao ha. Mình hiểu được vấn đề này. Riêng là cái bậc thánh A-la-hán là coi như hoàn toàn không có chim bao. Đủ những việc A-la-hán nhập vô liền, khi mà ngủ là vô người giấc ngủ liền, chứ không phải như mình.
mình nằm chập chờn lên chập chờn xuống, nhớ chuyện này nhớ chuyện kia, mơ màng đủ thứ chuyện. Rồi trong lúc ngủ cũng không yên, ngủ chứ bao thấy tùm lum chuyện, sáng dậy người mệt mỏi uể oải đó. Đó là thân phàm phu mình nó vậy đó. Nhưng bậc bậc chư thiên thì đã khác mình rồi ha. Đó là để hôm nay chúng ta học thêm được okay. Về lỗ chim bao. Tuần sau chúng tôi sẽ cho quý vị học về lỗ cận tử nha, nhắc nha, mình sẽ học về lỗ cận tử. Mình chim bao rồi giờ phải đi tế nha. Đi vô thực tế lỗ cận tử là đi vô cái chết xem như thế nào ha. À, chương trình càng lúc càng hấp dẫn, mình sẽ khám phá giống như mình đi mình khám phá ra những cái sự bí ẩn trên thế gian này mà chưa từng ai biết, chưa từng ai mà có thể mà nhận ra được điều này. Ngay cả khoa học ngày hôm nay ta cũng chả biết gì về vấn đề này hết, đoán mò hết ha. À, mình sẽ học cái lộ cận tử như thế nào. À, đó là cái điều mà chúng quý vị chuẩn bị tinh thần tuần sau mình đi vô cận tử nha, để chuẩn bị tới cái chết không ai chạy khỏi điều này đâu, mà mình phải biết rõ, mình biết rõ cái cận tử như thế nào thì mình sẽ chuẩn bị điều động cái binh pháp của mình để mình tấn công. Chuẩn bị nha quý vị. Rồi do phước báo hôm nay chúng ta học vi pháp nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thầy. Bảo tu sắp mamang galang rakan tu sắp pade vata sắp babutha nufa we nasada sati pawan tu te. Bảo tu sắp mamang galang rakan tu sắp pade vata sắp bhamma nufa we nasada sati pawan tu te. Bảo tu sắp mamang galang rakan tu sắp pade vata sắp sangka nufa we nasada sati pawan tu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. À, thông báo lại lên room mình học 7 giờ rưỡi nha quý vị. Học 7 rưỡi đừng vô trễ quá, mất bài uổng lắm. À, mà những cái lớp này mình học qua rồi thôi, không có dạy lại nữa nha. Thành ra quý vị ráng theo dõi học, thông báo cho những ai là có quan hệ muốn học pháp thì người ta vô mà học. Rồi tuần sau mình sẽ đi vô cận tử ha. Bây giờ vấn đề là... rồi xin mời đồng triều lên hội hướng phước nha. Xin mời cả lớp đọc hồi hướng kinh hồi hướng sau khi nghe pháp. Bát Tỳ Đà Na Ra Tha Dạ Đề Quá Tà Sanh Tỳ Quý Hà Ra Hòa Si Nhị Thu Bề Kha Rề Bồ Tí Ca Rề Ta Hề Ta Hề Ta Thám Má Đà Nề Tho Hòa Tu Mù Chi Ta Xót Thình Ca Lò Tề Khá Quý Hà Ra Hàng Ca Lề Tề Ra Cha Mát Cha Na Hoa Ca Cha Tích Kha Vô Sa Ra Ni Ca Đà Na Bát Thị U Pa Sa Ca Gà Na Cha Đề Sa Ni ga ma cha ít sa ra sa pa na bu ta su ki ta pa wa tu te cha la bu cha ye ti cha ha ya sa pa wa san se da cha ta a ta wo pa pa ti ka ni ya ni ka tham ma wa ra a ti Sa-pa-pe-di dukkha-sa-ka-lo-tu-sa-ka-yam Tha-tu-chi-rang sa-tam-tham-mo Tha-ma-tha-ra-cha-puk-la-la Sankho-ho-tu-sa-mang-ko-va-va-at-tha-ya-cha Ni-ta-ya-cha Am-he-ra-kha-tu-sa-tham-mo Sa-pa-pe-di
Dhammacharino Uttin Sambha Bunai Yama Dhamma Riyapa Aure Dittre Yang Kinh Chi Kusala Kamma Chắc Sắp Vang Khi Đi Yang Mamma Kaya Na Vajja Manasa Đi Chắc Sê Chú Đạt Tăng Đạt Tăng Dê Sát Tà Sân Ni Nô Các Thị Dê Chắc Sát Tà A Sân Ni Nô Các Tăng Buồn Nhạc Phạ Lăng Mày Hàng Sắp Bề Phà Ghi Phà Hoàng Tư Tê Dê Tăng Các Tăng Chú Mũi Tì Tăng Dinh Buồn Nhạc Phạ Lăng Mày Dạ Dê Chắc Tâm Phạ Nạ Chà Nạ Tí Dê Hòa Các Phò Dê Huệ Đã Dùng Sắp Đề Đầu Đà Hế Dê Sắp Phạ Chị Hoàng Phạ Nạ Hề Tô Cà Ma Lô Nhân Phổ Chắc Năng Sắp Đề Lạc Phạ Tô Mã Mạ Chê Tạ Sà Tí Bị Đăng Hoa Tạc Vệ Đà Năng A Phật Vật Kha Dạ Hoa Hằng Hồ Tu A Nạc Gát Tề Di Đằng Nô Nhạ Tì Nằng Hồ Tu Sư Kỳ Tà Hồ Tu Nha Tà Yô Di Đằng Nô Nhạ Tì Nằng Hồ Tu Sư Kỳ Tà Hồ Tu Nha Tà Yô Di Đằng Nô Nhạ Tì Nằng Hồ Tu Sư Kỳ Tà Hồ Tu Nha Tà Yô Sa Lạ Lũ Sa Lạ